Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với tiên nhân chỉ lộ thất binh, có nghĩa là thất binh và tam binh. Mình sẽ cố gắng làm kha khá biến để mà chúng ta tham khảo được biến nào thích hợp thì chúng ta luyện. Thì cũng như hôm nay thứ năm hồi trưa này, anh Lâm với lại anh Hằng, hai anh cũng có về chơi, cũng có cung cấp cho mình thêm một số tài liệu. Thì các bạn cũng biết thì anh Lâm thì anh cũng đã hiện tại cũng đã đang dạy chuyên về cờ tướng ở thành phố Hồ Chí Minh mình rồi. Thì anh Hằng cũng vậy, anh Hằng cũng là một tay cờ rất là khó chịu trong Diệp Gia Tứ Hải. Rồi thì mình cũng không muốn nói nhiều, là hôm nay mình đã có thêm tài liệu mới thì mình sẽ tiếp tục mình làm để cho anh em tham khảo ha. Thì như cái tài liệu hôm nay mình nhận được á, là ở biến đánh là từ đầu này, như cái clip hôm qua các bạn thấy là dán đầu là tạ pháo nhập trung, dán sau là đối chốt đề pháo, còn hôm nay lại là cái biến đánh là phi mã vào rồi ngõ tối. Tại sao nó ngõ tối? Là chốt này đã bị thông rồi nhưng mà mã vẫn phi lên các bạn, mã vẫn phi lên. Thì tới đây mình phát triển mã như máy, thì các bạn thấy tới đây mình phát triển mã thì bên kia lại chơi cái gì, bình phong tròn trịa, bình phong tròn trịa. Thì còn một nước đánh của bên kia nữa, thay vì lên bình phong trước thì cũng sẽ tiến binh lên trước được, nhưng mà chơi bình phong trước này là để cho bên đây mình đánh lưỡng đầu xà luôn. Thì bên đây chúng ta cũng có thể là chơi lưỡng đầu xà ngay tức khắc ở lúc này. Chúng ta chơi lưỡng đầu xà thì sẽ đối diện với tam bộ hổ hoặc là hoành xe tiến xong và rơi vào cái biến đánh của tứ binh tương kiến. Thì các bạn biết là cái biến đánh nó rất là nhiều ha. Rồi thì tới đây mình lại chơi bình phong đối lập lại luôn ha, đối lập lại luôn. Bên kia mở hai tam bộ hổ hai bên, các bạn thấy là hai xe này sức là 20 dặm. Lúc này là mình phi một mã lên để phong trước một xe lại đi, để hạn chế bớt hai xe vô chục dặm. Rồi lúc này mình sẽ theo xe. Và tới đây mình bổ tượng đâu mà không không tạt pháo đấu lúc này nha, chúng ta không vội đâu, chúng ta bổ tượng đi. Rồi lúc này mình có thể chơi là bổ sĩ để sức xe, đây là nước mà chúng ta rất là thường chơi, nhưng mà chúng ta không chơi nước đó, chúng ta chơi phi mã lên để chỉ bạn. Nếu mà những người mà mới chơi cờ mà không nghiên cứu sâu á, mà vội vàng cầm xe đóng binh năm á, thì sẽ bị nước mình phi mã qua sông để mà đánh đánh bắt mã phía dưới, đánh bắt mã phía dưới, pháo này buộc phải nhảy qua đây đánh ra chỗ không người thì sẽ rất là khó chơi, cho nên mình chơi phi mã luôn. Nếu mục đích là mình dụ đánh vào trung binh thì các bạn biết thì máy thì không bao giờ bị dính những cái bẫy căn bản vậy đâu các bạn. Cái đó cũng không phải là bẫy nó lớn lao, nhưng mà thật sự là khi mà để xe xuống đây mất mấy nước ăn được trung binh, đồng ý điều đó, nhưng mà bị mã phi bắt đôi thì buộc xe phải quay về, sau đó mình tém mã thì pháo này buộc phải nhảy qua. Thì lúc này các bạn thấy là pháo khi mà di chuyển qua ở lầu 7 thì sẽ không có điểm để công kích, tại vì mình đã bổ tượng bên phải rồi đó. Thì lúc đó là pháo mã xe nó sẽ co cụm ở đây một cục, cho nên là đó là lý do máy tiến lên một chứ không có chơi cái nước mà ăn binh năm. Rồi tới đây mình sẽ đọt binh luôn nha, mình đọt binh ba luôn, ở binh 7 luôn. Xe bắt mã. Rồi lúc này mình có hai phương hướng chơi các bạn. Thì cái phương hướng đầu tiên trong máy đang gợi ý nè, bình pháo vào kích đấu. Nhưng mà nếu mà chúng ta bình pháo vào kích đấu là một sai lầm, một sai lầm là xe ta nhét vào đây, mình cũng khó khăn để mà di chuyển ha. Lúc đó mình phi mã lên thì người ta vẫn là bình xe ra vô để mà quét chốt thôi, đó là điều không hay, mình không thích. Thì tới đây mình tiếp tục quét thêm một binh nữa, thì nếu mà so về tàn cuộc về sau thì các bạn thấy là đã lỗ trước hai binh thì rất là nguy hiểm ha. Lúc này pháo quét binh biên để quét lại chốt đầu, thì mình không tiến chốt các bạn, không tiến chốt mà mình chơi bổ sĩ trước để đưa xe này lâm trận luôn, tại vì pháo đầu quýnh vô đây cũng chưa có sự kết hợp được. Ở lúc này mình sẽ đưa xe ra lâm trận luôn, tại vì cặp mã mình đã đè quân ở dưới đây rồi, với xe pháo này thì không có lực công kích, cho nên là mình tranh thủ đưa xe này ra để mà trực tiếp mình kết hợp với những quân này khi mà có thể. Rồi tới đây mình đưa binh qua sông ha, mình không ăn pháo này gì đâu, cứ để đó đi.
mình đưa binh qua sau để mà giữ mã trước. Rồi vậy là bên kia bổ sĩ. À, lúc này mình sẽ không tiến xe tuần hà mà tiến xe kiềm pháo để bảo vệ lại binh biên luôn. À, khoan, còn một nước nữa mình thay chơi là bình pháo vào. Bình pháo vào lúc đó pháo nhảy xuống đây. Mình tính là pháo sẽ ăn xuống đây, xe mình lúc đó sẽ tiến hai. À, tiếng 4 lên để mà bắt kìm và bắt quân pháo sẽ cắm đáy. Thử nước này cái pháo có nhảy lên không nha. Không nhảy lên mà xuất tướng trước. Mình đang đón nước là pháo nhảy lên đây xuất tướng trước thì tới đây mình buộc phải bung tượng rồi. Không nên đưa vô đây chiếu các bạn, nếu mà các bạn đưa vô đây chiếu xe sẽ đánh thẳng luôn. Nếu đánh pháo qua ta đánh tiếp tục con xe này nữa thì mình sẽ lỗ trắng một pháo, rất là tiếc ha. Nên là các bạn đừng mắc sai lầm là mình vô chiếu nha. Tới đây là bung tượng lên đó, giờ này pháo mới bay xuống rồi. Như vậy thì tới đây mình sẽ tiến xe lên vừa kìm vừa bắt. Okay, tiến một bắt tượng rất là hay. Như quýnh tượng thì mình chỉ sức tướng thôi, không có gì nguy hiểm. Giờ mình đem một quân mã về là mình đang dùng pháo trực tiếp bắt lại mã này. Đây quýnh chiếu mình xuất ra thôi, không có gì cả. Mình đang trực tiếp dùng pháo bắt mã này. Vậy là tiến binh sao không nổ tượng chiếu rồi, chiếu mình xuất tướng không có gì đâu. Bây giờ mình ăn mã bình chốt, gợi ý máy là bình chốt vào đuổi xe, bình chốt đuổi xe, xe ăn ra mã là sao. Vậy không không có lời, mình phi mã xuống đây vừa che xe vừa bắt pháo đầu cho mình thôi. Mình thấy nó ổn định hơn. Vậy là bình pháo ra bỏ chạy rồi. Rồi lúc này mình ăn mã, gợi ý máy là tiến pháo một để bắt quân, bên kia sẽ theo pháo, theo pháo mình nổ qua đây pháo cũng sẽ nổ theo. Nước này không mạnh. Bây giờ mình chơi quăng mã xuống đây thì sao? Quăng mã xuống đây mình đang dọ nước bình pháo và bắt chết xe. Nước này buộc người ta phải xử lý trước nè. Đây quăng mã xuống. À, vậy là phải vô đầu lại. Bạn thấy là buộc xử lý, nếu không là mình sẽ bị nước này. Tới đây là chúng ta chiếu đấu được các bạn. Tại vì lúc này xe mình đã kẹp phá pháo rồi. Nó sẽ khác với cái hình lúc nãy là xe mình ở đây nha. Giờ mình chiếu đấu mình giải tỏa áp lực này, tại vì xe pháo mã mình đang ở cái chân để mà mình tấn công hết rồi. Tới đây chúng ta chiếu đấu nha. Lúc này thì buộc xe ăn xuống này, đây là duy nhất rồi. Rồi lúc này mình ăn pháo qua thôi. Đây ăn xe, các bạn thấy là pháo đầu mất thì các bạn thấy là bao nhiêu lực cố gắng của bên đen đã bị quá giải. À, đây là pháo đầu mạnh nhất mà giờ bị quá giải thì đang kích đấu pháo. Thì bên đây pháo không dám ăn qua các bạn, nếu mà ăn qua nữa thì mình dỗ chiếu tướng. À, tướng bây giờ mình phi mã xuống là sát cuộc luôn, nên là buộc lòng là bên đây phải chống sĩ để mà chống nước sát. Thì lúc này mất không pháo là thua nữa nè, cái này là mất mất pháo nữa rồi. À, vô tướng, giờ mình đưa binh qua sông rồi bên kia mã này cùng đường bình pháo vào bắt mã, chạy mã quýnh tường bình pháo vào đi, nó sẽ nhanh hơn trực diện thôi. À, giờ giữ tượng vậy là mã này tương lai lên rất là lâu. Giờ mình về mã đây hả, về mã đổi cánh, về mã là chống sĩ nữa không thiết, đưa xe qua đây trực tiếp bắt chết mã luôn. Tới đây mình cứ đánh theo cái bản năng tự nhiên mà chúng ta hay chơi ở ngoài á, thì lời quân lấy thịt đè người là sẽ đi bắt quân thôi, không cần phải chú tâm vô con tướng quá nhiều nữa. À, xe quay về để mà giữ mã thì lúc này mình tiến xe bắt sĩ đúng rồi. Đỡ là sĩ chống lên là xe này ngợp thì mình sẽ tiến xuống bắt mã, cho nên buộc phải bình xe qua đây là nước bắt buộc. Lúc này mình đưa pháo vào. À, trong mã gửi là tiến chốt qua, tiến chốt qua, nếu mà người ta sập sĩ về thì mình sẽ tiến chốt xuống luôn. À, nước này hay nè, nước này mạnh mạnh hơn nước đưa pháo. À,
này cờ bí dí chốt rồi, đi bên viên cờ bí dí chốt, mình cứ tiến chốt ha, không không ăn con nàng chi đâu, tại mã mình đang chức năng đèn mã này rồi. À, giờ mới bay lên bắt chốt này, mình chốt ra biên, mình chốt ra không, giờ mình bình vô cũng được, mình vô đi, mã cũng không bay lên đây được. Bỏ xỉ rồi, tới đây mình tiếp tục đưa chốt xuống, một chốt mình cứ tấn công thôi, bên kia càng lúc càng bị khó chịu rồi, quay mãi về bức tường giữ chốt. Mình quay về đây cũng được bạn, nếu mình quay về đây tượng treo lên mình sẽ nổ pháo xuống, còn nếu không nước sau mình bay đến đây để mà mình đánh ngay sỉ luôn. Về đầu tượng thì coi coi nó có gì khác biệt không. À, mã ăn lên hy sinh nè. Tiến chiếu sấp xỉ, đóng tượng luôn đi, đóng tượng luôn, tiến chiếu hồi xe ngay chân tượng nguy hiểm, hết quân luôn rồi. Ở đây bên kia hoàn toàn không còn cách nào để mà đỡ nữa. Ra xe đây để quân mã xuống, không cần thiết chống sĩ. Giờ mình chơi hạ tượng luôn, đưa pháo đầu vô bên kia xử lý, bắt mã trước cái. Chốt vô nhập chung sức tương. Rồi, giờ mình quay mã về, đưa xe qua đèo mã này, nói một quá mã này lên không nổi à. Đây còn con chốt đi, đang đọc tượng. Thì các bạn thấy là tiên nhân chỉ lộ đánh nó có nhiều lối lắm, mình sẽ làm nhanh thêm một clip tiến bình 7 nữa nha. À, giờ gặp pháo qua cùng, đây cũng là một cái lối đánh mới mẻ sau này thôi, cũng là để ứng phó, nhưng mà các bạn biết cái thế này nó có một khuyết điểm là quân bị chen chúc khó đi, đây là khuyết điểm lớn nhất. Và hôm nay mình sẽ chơi cái biến mà đối nghịch lại với mình này nè, tức là bên đây tập trung đánh vào cánh trái, mình sẽ tập trung đánh vào cánh phải. À, bên đây mình chơi hai cái phương hướng đối lập này một một lần cho các bạn xem, tại vì mình cũng đã có một lần thử rồi, mình thấy rất là hiệu quả. Tuy nhiên các bạn nhớ là cái này không phải là đánh nhảm đâu, thật sự là nó có đường đánh hết á, chứ không phải mà chúng ta đi mà đi càng đi đại theo cái quán tính, không phải, đây là có thế đánh. À, lúc này chúng ta lời chốt rồi nè, các bạn có một cái tật là khi mà các bạn đi quân á, nằm vào vị trí đó rồi hầu như là các bạn không chịu di dời nó, không chịu biến hóa nó, mà cứ khư khư đứng đó cho đến khi nào mà không đánh được thì mới thật sự chịu biến hóa. À, các bạn đánh cờ nếu mà các bạn để ý chút xíu, các bạn nên biến hóa khi thích hợp nhất thì các bạn quýnh sẽ mạnh, thật sự nó rất là mạnh. Tới đây mình đấu xe là qua đây là cái nước khác rồi ha, mình đấu là chơi bình vô một gì nè, đấu xe là đấu vậy đó, là các bạn thấy là bên kia bị mất nước, nó bị mất nước, xe này ra bị mất nước, xe này chưa ra được một cái tấn quần để xuất quân.
Rồi ở đây thì các bạn thấy nè, nếu mà mình quan sát kỹ lên trận là bung mã này nè, lối lên nữa này, à, bung mã mình rất là thoáng nè, bung mã là nước sau mình xuất xe là bên kia cũng phải xử lý cánh này cho nó ổn thỏa, nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. Rồi, thế mình các bạn có thể chạy mã trước, nhưng các bạn cướp tiên thì đi xe ra trước, nếu mà bên kia đánh đấu mình sẽ đánh được bắt hai quân, buộc bên kia phải chạy mã, là mình lộ diện được xe này thì cờ mình nó sẽ thoáng hơn. Đó, giờ mình phát triển mã lên lại, xe từng hà, bạn thấy là giữa cặp pháo đứng đây, bạn thấy nó nguy hiểm không? Rất là khó chịu bên kia. Bây giờ chúng ta có nước không, đừng tiến bên biên này, không cần, bên kia nó tiến lên đấu vậy thôi, giữ binh là đánh về tàn cục đi, bạn ném ngay đây luôn, ném ngay đây để cho bên kia kích. Như mình vừa nói lúc nãy là cái khuyết điểm của cái hình này là quân chật chội, rất là khó đi, rất là khó đi, nên đây là khuyết điểm của hình này. Rồi tới đây mình bổ tường, các bạn thấy là bên mình rất là thoáng này ha, bên mình là cực kỳ thoáng này. À, vậy là đấu chốt mình trước khi mình đánh đấu quăng qua bắt mã trước để cho mã nó nhảy lệch chân đi rồi mình mới quay lại. À, mã này bây giờ mình chơi bình vô bắt pháo, không bây giờ phải đưa chốt vào xong rồi, một khoan chốt hoài. À, bên kia đánh đấu trước luôn, đây một vậy thì các bạn thấy là bên kia cũng muốn cách ly cái cặp pháo liên kết của mình ra, tại sợ cái nước mình đánh chiếu xuống sau đó pháo này đọt mã, thành ra là người ta buộc phải đánh đấu nước cờ này. Rồi tới đây pháo mình không được, nếu như pháo các bạn di chuyển vậy thì pháo này sẽ tiến chiếu, nên mình thối về luôn ha, thối về luôn, tránh tình trạng mà pháo tiến chiếu luôn. Bây giờ bắt đầu tới quá trình là đọt binh để đánh tàn cuộc. Bây giờ mình phát triển chút biên hay chút đầu đi, chút đầu đi, xe này ăn ra đây thôi, chút đầu đi. Rồi bên kia đẩy chút biên, giờ mình đẩy luôn chút biên này, phải giữ là tàn cuộc. Chuyển mã, mã lên đây phiên đây, tiến chốt luôn, khỏi cho phi luôn. À, quay về bắt pháo, bắt pháo né một đưa chốt qua sông luôn. Bay tượng, sao tự nhiên bay tượng ra chơi vơi, tiến binh qua xe bắt pháo, bắt pháo tiến binh xuống được, thối pháo về. À, bay tượng là ý đồ là mình vô trung lộ đánh binh năm. À, thấy rồi thấy rồi, ý đồ là mình vô trung lộ đánh đây, mình không gọi tiến binh, thối xe về cửa hàng trước đi, bảo vệ binh năm trước. Nếu như nãy mình tiến binh là mình vô để bắt binh năm, mình phải thối về đây thôi. Rồi lúc này không qua luôn, mình quét quét chỗ luôn. Tưởng về cảng, giờ mình tiến binh qua sông được rồi, anh thấy chỉ đơn giản một vài con chốt xuống thì thôi, nhưng mà thật sự nó rất là nguy hiểm các bạn, nếu mà đánh về lâu về dài thì những con chốt như thế này nó cực kỳ nguy hiểm. À, tới đây mà mình nên chống xỉ ngồi cái để tránh trường hợp một nước tiên là chiếu ha. Tại vì nếu mà pháo di chuyển là mã mình sẽ lên ngay, cho nên là tránh trường hợp nước tiên để chiếu. À, vẫn vô đầu là đang bắt pháo dưới, đang bắt pháo dưới né thôi, sức tướng à, né ra đi, né ra thứ nhất cho thoáng, thứ hai nó xem di chuyển pháo mình hay là tiến chiếu được. Rồi tới đây mình đi chốt đi, mình cứ đưa chốt mình vào cận thành gần 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 cái này. Rồi tới đây mình phát triển mã lên, đang mình tiến xe xuống, nó tiến xe ở đây làm gì? Xe đang giữ mã này, đi những nước cờ không có chủ đích, tiến đây, xe đang giữ mã tiến xuống nước cờ phi lý quá, lên mã đi, mình thấy mình không thích nước cờ đó. Nếu chốt bình vào đây thì mình sẽ lên đây, tiến xe xuống đây là không cho mã này phát triển nữa. Nhìn ta đi mã này sao,
bây giờ vẫn chưa có nhìn ra được cái mô tiếng xe. À đây chỉ là nước kiềm chế thôi, đây chỉ là nước kiềm chế, tiếng này là nước kiềm chế. Nếu mà phi mã này thì mất mã này, nếu mà mã này phi lên đây chốt tiếng xuống, nếu mà phi lên đây thì pháo ăn qua. À đây là nước kiềm chế chứ không có ý đồ. À nước kiềm chế. À, chống sĩ để tìm đường cho mã này cũng không phi được, không phi được. Mình ép vô một nước xe, tiến pháo chiếu, xe phải bình ra. Là cái con mã này cái tầm hoạt động bị hẹp đi rất là nhiều rồi. Chạy vô thôi. Giờ mình bình pháo dưới ra. Ở dưới ra. Các bạn lưu ý nếu xe này di chuyển vậy mình có thể chơi nước là thối thối xe và bắt chết pháo này. Mình tới đây mình tiến vào đây luôn. Vì mã là đấu quân. Đấu thôi, tới đây đấu về bắt chết pháo nữa rồi. À pháo lao xuống luôn. Tới đây thì, xe pháo mã ba chốt đánh với bên kia là xe mã hai chốt, thì nếu mà nói về chủ lực thì tới đây là mình loại quân rồi. Và nếu mà các bạn đánh tàn mà không khéo thì có thể các bạn thua, còn nếu mà các bạn đánh tàn khéo thì cờ này chúng ta chắc chắn 100% là thắng rồi. Bây giờ mình sẽ đánh nhanh nhanh những vài nước tàn này để chúng ta. Vì sao mà mình không tiến chốt này mà mình tiến chốt đầu, nó sẽ có nguyên nhân các bạn. Khi tiến chốt đầu là ép bên kia phải ăn ăn chốt đầu lên chứ không thể ăn xe vô, là để hạn chế cái tầm hoạt triển của xe này. À, là lúc đó mình thể là tiến xe ngay gần chốt đầu đã ăn lên á, mình thể bình qua đây để mà truy kích mã chốt. À, đây là lý do mình tiến chốt đầu nha. Nếu các bạn không biết nó tại sao mình không tiến chốt này xuống hoặc là không bình xe vào đúng không? Thì mình tiến chốt đầu là có âm mưu khác ha. Một chút đầu phải ăn lên đó, thì các bạn thấy rõ ràng sau khi ăn lên các bạn thấy nước xe tiến xuống rất là mạnh. Mình có thể tiến ở đường này để mình quản lý mã, tiến đây để bắt tượng qua đèo mã. Đó là các bạn đã hiểu được cái lý do mà mình tiến chốt đầu rồi ha. À, thì mình phát triển mã lên thôi. Bây giờ mình trước khi phát triển mã mình ăn tượng dọ sát trước. Vậy là bên kia các bạn thấy là dàn thủ 17 rồi ha. Bây giờ mình quăng mã lên. Mình quăng mã xuống đây sẽ ăn qua tiếng chiếu tướng ra, tướng ra thì đâm pháo chiếu một cái chống sĩ, còn như đâm pháo chiếu trước từ từ bắt quân chúng ta không cần thiết chỉ dội chạy chúng ta cứ chiếu trước đi coi có phát sinh được cái nước nào không. Bây giờ mình ăn con pháo qua ăn tượng luôn sao? Bên kia ăn chốt. Ăn chốt tiến chiếu. Sập xuống rồi quăng mã xuống. Quăng mã bắt xe. Sau đó quạt pháo về ăn được con sĩ nữa. Rồi ăn tượng luôn. À, sức tướng trước, sức tướng trước. Nếu mà bên kia ăn con chốt này sẽ bị mất một con sĩ nữa các bạn. Còn nếu mà sức tướng trước thì không mất sĩ. Và tới đây mình đẩy tướng lên nha, không bình vô đây chi đâu, đẩy tướng lên đi. Rồi thối một chiếu luôn. Như vậy cũng là mất sĩ. Rồi mình chiếu ở đây, chiếu đây pháo, chiếu đây trước. Nước máy gửi đây nó sẽ có vấn đề. Rồi khi mã giữ chốt. Rồi bên đây cũng chiếu nhịp vài cái thôi chứ chưa có làm được gì mình đâu. Vô tướng, vô tướng thì xe đâu còn mặt nữa đâu để chiếu. Lúc này anh quan bắt chết sĩ rồi, bắt sĩ chống lên thì gọi cắm xe xuống dò sát, à, cắm pháo xuống dò sát. Còn nếu mà sập sĩ về tiếng pháo sát, chết đây mất sĩ rồi.
À, chống chỉ lên, giờ mình để coi mình tiến pháo xuống lấy gì đỡ, tiến pháo xuống nước sao quan mã rồi tự dặn rồi. Thì các bạn thấy rằng là ở cái ván vừa đánh đây á, là cái nước mà pháo bình qua đầu trung sĩ á, cái khuyết điểm của nó là quân khớt là khó đi, di chuyển rất là khó. Thí dụ mà chúng ta mà đánh, thí dụ mà các bạn mà đánh kiểu như mà mình không để ý hay là như thế nào đó mà bị công kích vào một lộ tượng á, hoặc là bị gài bắt chết xe, thì bên kia mới có hy vọng thắng mình thôi. Thật sự mà cái hình sức quân đó thì mình thấy nó rất là chật chội khó chịu, mình đã từng thử rồi, mà mình từng thử rất là nhiều lần, mình cũng cảm thấy rất là khó đánh luôn, mà chính bản thân mình cũng vậy, đánh cảm giác quân đi rất là khó khăn. Vâng, thì video này tới đây mình sẽ kết thúc ở hai ván đánh vừa rồi. Các bạn thấy là ứng dụng này nó không không chịu nổi cái tài liệu mới của bây giờ, ở hiện đại bây giờ. Sau này mình sẽ làm cho các bạn xem những cái clip mà chúng ta hay thắc mắc là hai bên đánh thuận pháo hoặc là nghịch pháo, nhưng mà hai bên vừa bắt đầu vô là sẽ có một bên nổ binh năm trước, là cái trường hợp này nè. Ví dụ nha, đây trường hợp này nó thuận pháo, nếu đi đúng thì có thể mở chốt hay lên mã đâu vân vân, nhưng mà rất là nhiều anh em yêu cầu cái nước này. Đó, thì mình sẽ sắp tới mình sẽ làm về những cái hình mới này. Đây là những bố cuộc này đã có nghiên cứu rồi các bạn, nó đã có tài liệu hẳn hoi rồi. À, tuy nhiên là tài liệu đó thì các bạn mua không có rồi, không 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 có, không có. Cái đó là tài liệu nội bộ. Vâng, thì tới đây mình xin chào và tạm biệt các bạn ha. Chúc các bạn sức khỏe ở hai cái miếng đánh hôm nay, thì các bạn có thể tham khảo thêm về tiên nhân chi lộ. Xin chào và tạm biệt.